Xin kính chào quý chị các bạn. Để tiếp tục cái series về máy nén khí trục vít, đặc biệt là máy nén khí trục vít không dầu hàng Nhật bãi. Cái video phần 2 này tôi lại tiếp tục giới thiệu tới quý anh chị một cái cặp máy nén khí trục vít không dầu mà Vân Long chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng cũng được khoảng 4-5 năm rồi. Và hôm nay tôi có tới đây để tôi thay thế linh kiện cũng như là phụ tùng cho cái dòng hai cái con máy nén khí trục vít không dầu 22kW 30HP các anh chị ạ. Trước màn hình của anh chị đây là một con máy nén khí trục vít không dầu và nó còn rất là đẹp các anh chị ạ. Hôm nay nhân cái tiện cái video này thì tôi có tới đây để tôi bảo dưỡng cũng như là thay thế một số các linh kiện cũng như là phụ tùng máy nén khí, thì tôi làm video này để giới thiệu tới quý anh chị. Quý anh chị có thể là tham khảo khi mà quý anh chị sử dụng máy nén khí trục vít, đặc biệt là cái dòng máy nén khí trục vít không dầu tại thị trường Việt Nam. Thì đây là một trong những cái phòng máy tiêu chuẩn mà Vân Đăng chúng tôi đã thi công cách đây khoảng 4-5 năm rồi. Thì trước màn hình của anh chị thấy là một cái hệ thống bao gồm hai máy nén khí trục vít oil free không dầu của hãng Hitachi 22kW tức là 30HP á. Ngoài ra thì Vân Đăng chúng tôi còn cung cấp những cái dòng máy nén khí trục vít công suất từ 10HP cho đến thậm chí đến khoảng tầm 300-400HP. Tức là ở ngoài thị trường Việt Nam thì quý anh chị có rất là nhiều đa dạng những cái dòng máy nén khí trục vít công suất từ máy nén khí trục vít 15kW, máy nén khí trục vít 22, máy nén khí trục vít 11kW, máy nén khí trục vít 37 và máy nén khí trục vít 55. Thường là phổ thông là chúng tôi cung cấp ra ngoài thị trường là các cái dòng máy nén khí trục vít công suất nó ở cái mức là trung bình. Thì đây là một trong những cái nhà máy mà người ta sản xuất về linh kiện điện tử anh chị ạ. Cái dòng máy nén khí trục vít không dầu thì thường sử dụng trong những cái ngành mà sản xuất tương đối đặc biệt, ví dụ như ngành dược, ngành y tế, ngành thực phẩm. Ngoài ra thì dùng cho một số cái ngành công nghiệp sản xuất các cái linh phụ kiện về điện tử, yêu cầu là khí cung cấp cho toàn bộ cái hệ thống cũng như toàn bộ nhà máy này yêu cầu là khí sạch. Khí sạch ở đây với nghĩa là khí sạch không dầu các chị nhé. Chứ còn trong môi trường thì nó bao gồm, trong không khí thì bao gồm rất nhiều các cái tạp chất khác nhau, ví dụ như nitơ, oxy và nước. Và cái khái niệm về khí sạch ở đây, oil free, đây là khái niệm về khí là hoàn toàn không lẫn dầu. Thì cái ngành đặc biệt thì người ta sử dụng những cái dòng máy nén khí trục vít không dầu, bởi vì cái thứ nhất là lý do mà để sử dụng những cái dòng máy nén khí trục vít không dầu thì tùy cái ngành sản xuất người ta yêu cầu cái chất lượng khí khác nhau. Nên là nếu mà quý anh chị đang theo dõi cái video này của tôi thì quý anh chị chịu khó đăng ký kênh. Mỗi lần mà tôi xuất bản những cái video mới về máy nén khí thì quý anh chị sẽ là người đầu tiên nhận được những cái video mà rất là chất lượng mà khi chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm về máy nén khí, đặc biệt là máy nén khí trục vít quý anh chị nhé. Ngoài ra thì ngoài cái việc cung cấp những cái dòng máy nén khí trục vít chất lượng cao hàng Nhật bãi nhập khẩu trực tiếp từ Nhật, thì Vân Đăng chúng tôi có làm các cái dịch vụ về bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện cũng như là phụ tùng tất cả các cái dòng máy nén khí trục vít hiện có mặt tại thị trường Việt Nam như Kobeco, Alacoco, Hitachi, Mitsubishi, Iwata và một số những cái dòng máy mà có xuất xứ từ Trung Quốc. Các cái nguồn phụ tùng mà chúng tôi cung cấp tại thị trường Việt Nam thì rất là đa dạng, bao gồm lọc gió, lọc dầu, lọc tách dầu, rồi là tất cả những cái phụ kiện mà lắp đặt cho cái hệ thống khí nén, ví dụ như là các hệ thống lọc đường ống, máy sấy khí và rất nhiều những phụ kiện khác nữa. Nếu quý anh chị mà có nhu cầu sử dụng cũng như là yêu cầu những cái dịch vụ về sau bán hàng về máy nén khí trục vít thì quý anh chị có thể liên hệ với Vân Đăng chúng tôi. Tôi sẽ để cái số điện thoại của tôi trên cái màn hình video này để quý anh chị có thể tiện liên hệ. Và nếu quý anh chị đang theo dõi cái video này thì quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh của tôi để mỗi lần mà tôi xuất bản những video mới về máy nén khí trục vít thì quý anh chị sẽ là người đầu tiên mà sẽ nhận được những cái video mà chất lượng khi mà chúng tôi chia sẻ về máy nén khí trục vít cho quý anh chị. Và ngoài ra nữa thì nếu quý anh chị cần bất cứ những cái thông tin gì về máy nén khí, đặc biệt là máy nén khí trục vít, hoặc là cần tham khảo tư vấn về máy nén khí trục vít thì quý anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại tôi để trên màn hình online là 24/7 quý anh chị nhé. Một lần nữa thì tôi xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều, quý anh chị đã dành thời gian để theo dõi cái video về máy nén khí trục vít này của tôi. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video tiếp theo. Thank you.